từng cha như Thái Sơn cao vào từng ngoài tùy cương quyền mà lòng thương mến từng cha như đuốc roi cao trên đường đuốc soi tâm hồn dắt con trên cha tha thiết, lòng cha âu yếm, ơn cha như mái hiên che năm trường, gió mưa xa gần, nắng mưa không sờn. Nào những khi con buồn, người đến bên. Bàn tay xoa trên mái tóc mến thương, đôi lúc cha khuyên con trong những khi sai lầm, thì còn bàn tay cương quyết nào hơn? Ơn cha như nắng soi trên cuộc đời, người cho ánh sáng. Người cho lẽ sớm ơn cha hai tiếng thương yêu vô vàn sẽ không phai tàn với bao năm trường. Ơn cha như Thái Sơn cao vời, như đuốc soi tâm hồn dẫn đường con đi, tình cha tha thiết, lòng cha mênh mông hải hà như vậy. Nhưng chưa một ngày con đền đáp công ơn, để cha vui trong quãng đời còn lại. Ơn cha như Thái Sơn cao bao từng ngoài tùy cương quyền mà lòng thương mến ơn cha như đuốc roi cao trên nhà thiên cùng tàng thập phương giới thừa
Sunni cùng với Phật tử hoan hỷ vân bập về trước đại tràng, phát tâm công đức liêm hương bạch Phật, cầu chư Phật mười phương, chư vị Bồ Tát, chư vị Thánh Tăng trợ niệm cho vong hồn ông được vãng sinh ra làm quốc, cầu cho gia đình tam niên tam chế 3 năm được các bảo bình an và có lời phân ưu tới gia đình của trong họ. Vào giờ này khóa lễ đã được thập phần viên mãn, truyền lời của gia đình trong họ xin được bày tỏ tới thượng tòa, quý sư ni, quý Phật tử lời cảm ơn sâu sắc. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày mất cha, con bơ vơ biết đi về đâu. Con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi, cha bỏ con. Bỗng một ngày trong căn nhà trống vắng, bỗng một ngày cha tôi lìa căn nhà này. Cha đi vào lòng đất sâu, con ngậm ngùi khóc cha nhìn cha. Con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi dòng lệ tuôn mãi không ngơi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi, giọt lệ ướt mi, con ngồi nhìn lá rơi mùa thu. Con chẳng còn những tiếng ru xưa, nay chỉ còn vành trắng khăn ta. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Và thúc thiên xã dân thân trực tàn được sự ủy quyền của gia đình và trong họ, chúng tôi xin được bày tỏ trước quý vị đại diện cho huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân,
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng các ban ngành huyện Kim Sơn xin được gửi tới quý vị đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng các ban ngành xã Kim Chính, và cũng xin được gửi tới quý vị đại diện cho cán bộ và nhân dân xóm 7B cùng các bộ và mọi người có sự hiện diện tại sân thao hôm nay lời cảm ơn sâu sắc. Sau đây chương trình lễ phát tang của ông Đỗ Anh Huynh xin phép được bắt đầu.
Biểu lộ dưới đôn đĩa đà đạo làm con
trả ân đền. Vong hồn cha hỡi linh thiêng, mong cha thương giám chút na tình chúng con, độ cho thân quyến họ hàng, phù hộ con cháu trên trần bình an tận cao. Mời đoàn các bạn mời đức và giờ đến đàn.
có lễ vật hương đăng phù thủy hoa quả phúng viếng chia sẻ nỗi buồn cùng gia đình. Trân trọng kính mời ông Phạm Ngọc Hải trưởng đoàn lên sân hương kính viếng. Xin vĩnh biệt ông. Truyền lời của gia đình cảm ơn tấm lòng tình yêu của đoàn. Mời đoàn các bạn mời nước và giờ lễ tang. Nhà đầu tiên năm 2050 mãn thọ linh trần. Đoàn này biểu họ ngoài ở xã Đồng Hương về nút chức linh sản ông trong niềm tiếc thương vô hạn. Có lễ vật vòng hoa hương đăng phù tiểu phong viên hương bổn ông chia sẻ nỗi buồn cùng gia đình. Xin chào kính mời ông Nguyễn Văn Việt trưởng đoàn lên sân hương kính viếng. Thế là từ nay mỗi khi họp ngoài ở sát Đồng Hương có công việc, còn ông đâu mà ngóng mà mong. Vĩnh biệt ông, mời đoàn dành phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Phút tưởng niệm đã qua. Truyền lời của gia đình cảm ơn tấm lòng tình yêu của đoàn. Kính mời đoàn các bạn mời nước của giờ lễ tang. Nơi mà 77 năm cuộc đời ông đã có trên 50 năm ông về làm rể. Trên 50 năm ông về làm rể, anh em họ hàng con cháu coi ông như thể là trai. Mỗi khi có công việc ông thường lui tới. Hôm nay nhận được tin ông 250 mãn thọ quên trần, về đứng trước linh sản ông trong niềm tiếc thương vô hạn. Có lẽ vật vòng hoa hương đăng phù thủy phúng viếng chia sẻ nỗi buồn cùng gia đình. Trân trọng kính mời ông Phạm Vĩnh Phúc trưởng đoàn lên sân hương kính viếng. Ngoài hoạt động của cụ bà có công việc, ông không bao giờ về nữa. Vĩnh biệt ông, mời đoàn dành phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Phút tưởng niệm đã qua. Truyền lời của gia đình cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của đoàn. Kính mời đoàn các bạn mời nước vào giờ lễ tang. Kính thưa hương hồn chú đạo anh huynh, hôm nay anh chị về đây đã bị buồn rồi. Hỡi ôi, chú đã đi rồi, anh em không được một lời với nhau. Bao năm nghĩa nặng tình sâu, thắp hương viếng chú, anh đau quặn lòng. Chú về với cõi hư không, nhớ thương, nuối tiếc
cầm lòng từ đấy vẫy biệt người đồng đội cùng nhau vào sinh ra tử nơi chiến trường năm xưa, vĩnh biệt người anh em thân thiết hòa thân thiết của gia đình anh chị suốt 30 mấy năm trời. Kính chúc hương hồn chú thanh thản nơi cõi vĩnh hằng. Mời gia đình dân vận hương. Tổng cô Hà tiếp thương ông, mời gia đình dành phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Phút tưởng niệm đã qua. Truyền lời của tang quyến cảm ơn thấm lòng tình nghĩa của gia đình, kính mời gia đình các bạn mời nước vào dự lễ tang. Kính thưa hương bọn thông, tình anh em chung dòng chung gốc, gã rách lạnh đùm bọc tương thân, thương nhau như thể tay chân, song hôm nay bỗng dưng chia sầu đôi ngả, về đứng trước linh sản ông trong niềm tiếc thương vô hạn. Đoàn đại biểu anh chị em ruột và các cháu có lễ vật vòng hoa phù tiểu hương đăng phúng viếng hương bổn ông, chia sẻ nỗi buồn của một gia đình. Trân trọng kính mời ông Đỗ Anh Minh trưởng đoàn lên dâng hương kỷ niệm. Mời đoàn dành phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Phút tưởng niệm đã qua. Truyền lời của gia đình cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của đoàn. Kính thưa hương bổn ông, ngậm ngùi xót xa cho tình nhân nghị, con thuyền chung bên này đã cách xa, ông ra đi hôm nay để tình thông ra nỗi sầu chia ngả, con cháu hai nhà nặng nhớ thương. Nhận được tin hôm nay gia đình ông Hoàng Trọng Phu cùng các anh em con cháu ở Minh An, Hoa Lư, Minh Bình về đứng trước linh sản ông trong niềm tiếc thương vô hạn, có lễ vật hoa quả vòng hoa hương đăng kim ngân phúng viếng, chia sẻ nỗi buồn cùng tang quyến. Trân trọng kính mời ông Hoàng Trọng Phu trưởng đoàn lên dâng hương kỷ niệm. Vĩnh biệt ông, mời gia đình dành phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Đã qua, truyền lời của tam quyến cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của gia đình. Mời gia đình các bạn mời nước và thờ lễ tang. Kính thưa các bạn ông, nhận được tin hôm nay 50 về gói vĩnh hằng. Hôm nay đoàn đại biểu đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã Kim Hải về đứng trước linh sản ông trong niềm tiếc thương vô hạn, có lễ vật vòng hoa hương đăng kính viếng nơi bổn ông, chia sẻ nỗi buồn của gia đình. Trân trọng kính mời ông Vũ Quảng Trường, bí thư đảng bộ xã trưởng đoàn lên dâng hương kỷ niệm. Vĩnh biệt ông,
mời quý vị dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, chuyện đời của gia đình cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của quý vị. Kính mời quý vị đã bàn về nước và giờ lễ tang. Một ông đứng trước linh sản, ông là đoàn đại biểu ban tổ chức hội nghị Kim Sơn, nơi mà người con trai của ông, anh Đỗ Ngọc Huy đang công tác, cũng là nơi mà trước đây ông là nguyên bí thư hội nghị. Hôm nay nhận được tin ông 250 về thoái vĩnh hằng, đoàn đại biểu về đứng trước linh sản ông trong niềm tiếc thương vô hạn, có lẽ vật vào hoa hương đang tìm kiếm, chia sẻ nỗi buồn với anh Huy, con trai của ông, của một tan quyến. Trân trọng kính mời ông Trần Viễn, trưởng ban tổ chức trợ đoàn, lên dâng hương kính viếng. Còn giây phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, truyền lời của anh Huy cùng gia đình bày tỏ đến đoàn lời cảm ơn sâu sắc. Mời đoàn đã bàn về nước và giờ lễ tang. Ủy viên ban thường vụ huyện ủy, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện Kim Sơn trở đoàn lên dâng hương kính viếng. Vĩnh biệt ông, mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, chờ đợi của gia đình bày tỏ với đoàn lời cảm ơn sâu sắc. Mời đoàn đã bàn về nước và giờ thế gian. Kính thưa bọn ông, nhận được tin ông 250 mãn thọ đi trần, hôm nay là đại biểu anh chị em ngoại tộc họ Triệu của bản Nga về đúng chức linh sản trong niềm tiếc thương vô hạn, có lễ vật vào hoa hương lan kim ngân kính kiếm, chia sẻ nỗi buồn cùng gia đình. Trân trọng kính mời ông Triệu Quốc Hùng trưởng đoàn lên dâng hương kính viếng. Vĩnh biệt ông, mời đoàn dành phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Đã qua, truyền lời của gia đình cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của đoàn. Kính mời đoàn đã bàn về nước và giờ lễ tang. Nhận được tin ông 250 mãn thọ thọ quyên trần, với tình thông gia hai nhà như một, hôm nay ba gia đình thông gia, ông bà Tư Bắc Ninh, ông bà Tịnh đồng hướng, ông bà Bảo và con Tiền về đứng trước linh sản ông trong niềm tiếc thương vô hạn, có lễ vật vào hoa hương lan câu đối phúng viếng, chia sẻ nỗi buồn cùng tăng quyến. Trân trọng kính mời ông Bảo đại diện cho các gia đình thêm dân hương kính viếng. Các gia đình thông gia không bao giờ gặp lại ông nữa, vĩnh biệt ông, mời các gia đình dành phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Phút tưởng niệm đã qua, trời đời của tăng quyến cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của các gia đình. Kính mời các gia đình đã bàn về nước và giờ đến ta. Kính thưa hội đồng, nhà đầu tiên hôm nay 50 mãn thọ quyên trần,
Hôm nay đoàn đại biểu phòng tham mưu bộ chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Bình có mối quan hệ với anh Độ, con đệ của ông, về với chúc Ninh Sàng trong niềm thiết thương vô hạn, có lễ vật vòng hoa hương đăng kim ngân kính viếng, chia sẻ nỗi buồn cùng gia đình. Trân trọng kính mời đồng chí đại tá Phạm Ngọc Trung, trưởng đoàn, lên sân hương kính viếng. Biển ông mời đoàn giây phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua. Truyền lời của anh Độ và gia đình, cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của đoàn. Mời đoàn các bạn mời nước vào dần lễ tang. Kính thưa các bạn, ông đưa chức đi sản, ông là đoàn đại biểu Hội sĩ quan pháo binh tỉnh Ninh Bình, có mối quan hệ với anh Độ, con đệ của ông. Hôm nay nhận được tin về đồng chức Ninh Sản có lễ vật vào hoa hương đăng kim ngân kính viếng, trân trọng kính mời đồng chí Trung tá Trần Quốc Đường, trưởng ban pháo binh làm trưởng đoàn, lên dâng hương kính viếng. Mặc niệm bắt đầu. Mặc niệm đã qua, truyền lời của anh Độ và gia đình, cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của đoàn. Kính mời đoàn ra bàn mời nước và dọn lễ tang. Kính thưa các bạn, ông nhận được tin ông anh 50 về cõi vĩnh hằng. Đoàn đại biểu hội đồng môn giáo viên thể dục tỉnh Ninh Bình có mối quan hệ với anh Phong, con rể của ông. Hôm nay về với chúc Ninh Sản có lễ vật vòng hoa hương đăng kim ngân kính viếng, chia sẻ nỗi buồn với anh Phong cùng gia đình. Kính mời ông Vũ Văn Phó, trưởng đoàn, lên dâng hương kính viếng. Truyền lời của anh Phong và gia đình, cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của quý hội. Xin mời quý hội các bạn mời nước và dọn lễ tang. Trân trọng kính mời thượng tá Vũ Văn Tam, trưởng đoàn, lên dâng hương kính viếng. Mời đoàn giải phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, truyền lời của anh Độ và gia đình, cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của đoàn. Xin kính mời ông Hoàng Thanh Phong, phó giám đốc trưởng đoàn, dâng hương kính viếng. Truyền lời của gia đình, cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của đoàn. Mời đoàn ra bàn mời nước và dâng lễ tang. Mời quý vị giây phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, truyền lời của chị Hoa và gia đình, cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của quý vị. Kính mời quý vị đã bàn mời nước và dở thế tang. Anh linh đồng chí Đỗ Anh Huynh, nhận được tin đồng chí 250 về với đất mẹ, hôm nay đoàn đại biểu Hội ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kim Sơn,
nơi mà đồng chí trước đây công tác, cũng như bây giờ anh Huy, con của đồng chí đang công tác, về đứng trước linh sàng đồng chí trong niềm tiếc thương vô hạn, có lễ vật vòng hoa hương tăng kim ngân kính viếng, chia sẻ nỗi buồn của một gia đình. Trân trọng được kính mời đồng chí Đinh Việt Dũng, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện Kim Sơn làm trợ đoàn lên dâng hương kính viếng. Đồng chí, mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, truyền lời của gia đình xin được bày tỏ tới đoàn đại biểu huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Kim Sơn lời cảm ơn sâu sắc. Mời đoàn ra bàn mảnh nước và giờ thế ta. Xin trân trọng kính mời ông Phạm Minh Thường, giám đốc sở làm trưởng đoàn lên dâng hương kính viếng. Mời đoàn giây phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, truyền lời của gia đình cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của đoàn. Kính mời đoàn đã bàn về nước vào giờ lễ tang. Trân trọng kính mời đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, chính trị viên làm trợ đoàn lên dâng hương kính viếng. Truyền lời của anh Độ và gia đình cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của đoàn. Mời đoàn các bạn mời nước vào giờ lễ tang. Alo. Kính thưa hội hoạt động, nhận được tin năm 2050 mãn thọ nguyên trần. Hôm nay đoàn đại biểu ban thanh tra huyện Kim Sơn có mối quan hệ công tác với chị Thúy, con dâu của ông, về đứng trước linh sàng trong niềm tiếc thương vô hạn, có lễ vật vòng hoa hương đăng kim ngân kính viếng, chia sẻ nỗi buồn cùng gia đình. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Mạnh, chánh thanh tra trở đoàn lên dâng hương kính viếng. Mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, truyền lời của bà Thúy cùng gia đình cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của đoàn. Mời đoàn ra bàn mời nước qua giờ lễ tang. Trân trọng kính mời đồng chí đại tá Đinh Tiến Hóa, chủ nhiệm chính trị làm trưởng đoàn lên dâng hương kính viếng. Kính biệt ông, mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Mặc niệm đã qua, truyền lời của anh Đỗ và gia đình cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của đoàn. Mời đoàn ra bàn mời nước và giờ lễ tang. Kính thưa hơn một ông, nhận được tin năm 2050 mãn thọ quên trần, đoàn đại biểu công an huyện Kim Sơn mặc dù bận trong công nghìn việc, giữ cho quê hương Kim Sơn từng giờ từng phút được bình yên. Hôm nay nhận được tin năm 2050 mãn thọ nguyên trần, về lúc chúc linh sản công trong niềm tiếc thương vô hạn,
có lễ vật vòng hoa hương đăng kim ngân tín viếng chia sẻ nỗi buồn cùng gia đình. Trân trọng kính mời đồng chí thượng tá Đào Thanh Thành, trưởng công an huyện, làm trưởng đoàn lên dân hương kính viếng. Ông mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, chuyện lời của gia đình xin được bày tỏ tới đoàn đại biểu công an huyện Kim Sơn lời cảm ơn sâu sắc. Mời đoàn các bạn mời nước vào giờ thế ta. Ông mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, chuyển lời của anh Độ và gia đình cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của đoàn. Mời đoàn các bạn mời nước vào giờ lễ tang. Hương bổ cha hơn chiến chữ cổ lao sâu nặng, cha thở nghe máy vắng cách vời, thương cha thương lắm cha ơi, vành khăn báo đáp đầy vơi nỗi lòng, lòng thật nhớ sống sao tháp vậy, chúc linh sản dân nước tương canh, cho chúng con giải tỏ tấm lòng thành, cúi xin cha hiền trung gian thảm thiết đôi hai hàng nước mắt. Lòng quặn đau chính khúc sầu thương, dâng hương lạy trước đình sàng, cảm công sinh dưỡng một ngày sống lòng dâng hương. Thủy chung sau trước vẹn
hôm nay đây bạn tâm thành gọi là chút nghĩa ân cần cha chứng so trân trọng kính mời ông Hoàng Ngọc Lễ, Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn lên dâng hương kính viếng. Kính viếng ông, mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Đã qua truyền lời của gia đình cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của đoàn, mời đoàn các bạn mời nước vào giờ lễ tang. Kính thưa các bạn ông, nhận được tin năm 2050 mãn thọ quyên trần, hôm nay đoàn đại biểu đảng ủy hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc xã Kim Chính về đức chức linh sản ông trong niềm tiếc thương vô hạn, có lễ vật và hoa hương đăng tín viếng chia sẻ nỗi buồn cùng gia đình. Trân trọng kính mời ông Hoàng Văn Phong trưởng đoàn lên dâng hương kính viếng. Trân trọng của gia đình cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của đoàn, mời đoàn các bạn mời nước và giờ lễ tang. Đức chức linh sản ông là đoàn đại biểu phòng tài nguyên và môi trường huyện Kim Sơn nhận được tin năm 2050 về quê vĩnh hằng, về đức chức linh sản trong niềm thiết thương vô hạn, có lễ vật và hoa hồng đăng tiên ngân kính viếng chia sẻ nỗi buồn cùng gia đình. Trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Quang Hải trưởng phòng đảm trưởng đoàn lên dâng hương kính viếng. Chủ đề của gia đình cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của đoàn, mời đoàn các bạn mời nước và giờ lễ tang. Chúc mừng niềm đã qua, chủ đề của gia đình cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của quý vị, kính mời quý vị các bạn mời nước và giờ lễ tang. Mời quý vị dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, truyền lời của gia đình cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của đoàn. Mời quý vị thành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, chuyện đời của gia đình cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của quý vị, kính mời quý vị đã bàn mời nước vào giờ lễ tang. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút
chúc mừng đã qua chuyện lời của gia đình, cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của quý vị. Kính mời quý vị các bạn mời nước vào giờ lễ tang. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, chuyện đời của gia đình cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của đoàn. Mời đoàn đã bàn mời nước vào giờ lễ tang. Một ông nhận được tin năm 2050 mãn thọ hương trần. Đoàn đại biểu trường Trung học phổ thông Kim Sơn C có mối quan hệ công tác với chị Hoa, con của ông, hôm nay nhận được tin về đức chức linh sản có lễ vật và hoa thơm đăng kim ngân kính viếng. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Trọng Kiêm, hiệu trưởng trưởng đoàn đem dâng hương kính viếng. Mời đại diện cho đoàn ông Trương Ngọc Dũng, trưởng đoàn đem dâng hương kính viếng. Phút mặc niệm đã qua, chuyện đời của chị Hiên. Chị Hiên cùng gia đình cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của đoàn. Mời đoàn các bạn mời nước và giờ lễ tang. Thưa hợp hoạt ông, đứng trước minh sáng ông giờ này là các cháu tập thể học sinh lớp 12A9, nơi mà cô giáo Hoa, con gái của ông đang giảng dạy. Hôm nay nhận được tin ông ngay 50 mãn thọ đi trần, về đứng trước linh sản ông có lễ vật và hoa hương đăng kính viếng, chia sẻ nỗi buồn với cô giáo Hoa, con gái ông cùng gia đình. Mời đại diện cho tập thể lớp lên dâng hương kính viếng. Truyền lời của cô giáo Hoa cùng gia đình cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của các em. Mời các em ra bàn mấy nước vào giờ lễ tang. Mời anh viên Mạnh Thắng đại diện cho đoàn lên dâng hương kính viếng. Biệt ông, mời đoàn giây phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Chuyện đời của anh Phong và gia đình cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của đoàn. Mời đoàn các bạn mời nước vào giờ lễ tang. Kính thưa hương bọn ông, nhận được tin ông 2050 mãn thọ hương trần, đoàn đại biểu hội đồng hương Kim Sơn tại Hà Nội có mối quan hệ với gia đình ông cũng như anh Đỗ, về đức chức linh sản trong niềm thiết thương vô hạn có lễ vật và hoa hương đăng kim ngân kính viếng. Trân trọng kính mời ông Phạm Thanh Hùng trưởng đoàn lên dâng hương kính viếng. Mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, chuyển lời của anh Đỗ và gia đình cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của quý vị. Kính mời quý vị đã bàn mấy nước vào giờ lễ tang. Quý quyền cho ông Phạm Văn Lợi là em trai của bạn Na hiện thế của ông, về đứng trước linh sản trong niềm tiếc thương vô hạn có lễ vật hương đăng kim ngân kính viếng hương hồn ông, chia sẻ nỗi buồn với bạn Na của gia đình. Trân trọng kính mời ông Phạm Văn Lợi đại diện cho các gia đình lên dâng hương kính viếng.
Trường hợp của bà Nga và gia đình xin được bày tỏ tới quý vị đại diện. Kính thưa Hơi Mòn Ông, nhận được tin ông 250 mãn thọ quên trần, hôm nay các đoàn đại biểu trường Trung học phổ thông Kim Sơn B, trường Trung học phổ thông Yên Khánh A có mối quan hệ công tác với chị Hoa, con gái ông. Chuyện lời của chị Hoa và gia đình xin được bày tỏ tới đoàn lời cảm ơn sâu sắc. Kính mời đoàn đã bàn mấy nước vào giờ thế ta. Đứng trước linh sản ông là các em tập thể học sinh khối 12 trường phổ thông trung học Kim Sơn B có mối quan hệ với cô giáo Hoa, con gái của ông. Hôm nay nhận được tin về đứng trước linh sản có lễ vật và hoa hương đang kính viếng. Chuyện lời của cô giáo Hoa và gia đình cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của các em. Mời các em ra bàn bày nước và giờ đến đàn. Kính thưa Hơi Mòn Ông, nhận được tin ông 250 về cõi vĩnh hằng, đoàn đại biểu công đoàn trường Trung học phổ thông Kim Sơn B có mối quan hệ công tác với cô giáo Hoa, con của ông, về đứng trước linh sản trong niềm thiết thương vô hạn, có lễ vật và hoa hồng đang kim ngân kính viếng, chia sẻ nỗi buồn với cô giáo Hoa cùng gia đình. Kính mời bà Bùi Thị Bích Hường, trưởng đoàn lên dâng hương kính viếng. Truyền lời của gia đình cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của đoàn, mời đoàn đã bàn mời Đức vào giờ lễ tang. Kính thưa Hơi Mòn Ông, đứng trước linh sản ông là các em tập thể khối 10 trường Trung học phổ thông Kim Sơn B, nơi mà cô giáo Hoa, con của ông đang giảng dạy. Hôm nay nhận được tin về đứng trước linh sản có lễ vật và hoa hương đang kính viếng, chia sẻ nỗi buồn với cô giáo Hoa của một gia đình, mời em Phạm Thị Quỳnh trưởng đoàn dâng hương kính viếng. Chuyện lời của cô giáo Hoa và gia đình cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của các em, mời các em ra bàn mấy nước vào giờ lễ tang. Đứng trước linh sản không giờ này là đoàn đại biểu hội phụ huynh trường Trung học phổ thông Kim Sơn B, nơi mà cô giáo Hoa, con của ông đang giảng dạy. Hôm nay nhận được tin ông 250 về cõi vĩnh hằng, đoàn đại biểu về đứng trước linh sản trong niềm tiếc thương vô hạn, có lễ vật và hoa hương đang kim ngân kính viếng, chia sẻ nỗi buồn với cô giáo Hoa, con của ông cùng tăng quyến. Kính mời ông Trương Thư Kim, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh làm trưởng đoàn lên dâng hương kính viếng. Chuyện lời của cô giáo Hoa và gia đình cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của quý hội. Mời quý hội đã bàn mấy nước và giờ đến đàn. Các em học sinh khối 11 trường phổ thông trung học Kim Sơn B là học sinh của cô giáo Hoa, con của ông, nhận được tin về đứng trước linh sản có lễ vật và hoa hương đang kính viếng. Mời em Vũ Cẩm Thúy trưởng đoàn lên dâng hương kính viếng. Chuyện lời của cô giáo Hoa và gia đình cảm ơn tấm lòng các em, mời các em ra bàn mấy nước và giờ lễ tang. Hôm nay đoàn đại biểu Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Kim Sơn về đứng trước linh sản ông trong niềm tiếc thương vô hạn, có lễ vật bằng hoa hương đang kính viếng, chia sẻ nỗi buồn cùng gia đình. Trân trọng kính mời ông Trần Văn Đoàn, giám đốc trung tâm làm trưởng đoàn lên dâng hương kính viếng. Chuyện lời của gia đình cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của đoàn, mời đoàn đã bàn mời nước và giờ lễ tang. Kính mời bà Vũ Thị Di lên dâng hương kính viếng. Chuyện lời của Tăng Quyến cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của gia đình. Kính mời gia đình ra bàn mời nước và giờ lễ tang. Thank you.
tấm lòng tình nghĩa của đoàn. Mời đoàn các bạn mời đứng vào giờ lễ tang. Đứng trước linh sản phong là đoàn đại biểu Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Hân Hòa có mối quan hệ công tác với anh Huy, con trai của ông. Nhận được tin về đứng trước linh sản trong niềm thiết thương vô hạn, có lễ vật vòng hoa hương đang tính viếng, chia sẻ nỗi buồn với anh Huy, con của ông cùng Tăng Quyến. Trân trọng kính mời ông Hoàng Minh Thảo, Bí thư Đảng ủy, trưởng đoàn lên dâng hương tính viếng. Truyền lời của anh Huy, anh đồng cùng gia đình cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của đoàn. Mời đoàn các bạn mời nước và dân lễ tang. Truyền lời của gia đình cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của quý vị. Kính mời quý vị đã bàn mời nước và dân lễ tang. Xin trân trọng kính mời ông Đặng Xuân Minh, trưởng đoàn lên dâng hương kính viếng. Truyền lời của anh chị Phong Hiên và gia đình cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của đoàn. Mời đoàn các bạn mời nước và dân lễ tang. Mời đoàn giây phút mặc niệm, phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, truyền lời của gia đình cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của đoàn. Mời đoàn các bạn mời nước và giờ đây ta. Xin trân trọng kính mời đoàn đại biểu huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình do ông Hoàng Văn Thắng, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện làm trưởng đoàn. Quý biển ông, kính mời đoàn dành phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, truyền lời của gia đình xin được bày tỏ tới đoàn lời cảm ơn sâu sắc. Kính mời đoàn các bạn mời bước của giờ thế tang. Trân trọng kính mời ông Đinh Quang Thuận, phó giám đốc trưởng đoàn lên dâng hương kính viếng. Truyền lời của gia đình cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của đoàn. Mời đoàn các bạn mời nước và giờ lễ tang. Xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Kiều Nga, phó hiệu trưởng trưởng đoàn lên dâng hương kính viếng. Truyền lời của gia đình cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của đoàn. Mời đoàn các bạn mời nước và giờ lễ tang. Kính thưa hơn bọn ông, đứng trước linh sản phong giờ này là đoàn đại biểu Hội người cao tuổi xã Kim Chính, nơi ông đang sinh hoạt trong hội. Hôm nay nhận được tin ông ấy 50 về với vĩnh hằng, về đứng trước linh sản phong trong niềm thiết thương vô hạn, có lễ vật vòng hoa hương đăng kính viếng, chia sẻ nỗi buồn cùng gia đình. Trân trọng kính mời ông Trần Ngọc Thị, trưởng đoàn lên dâng hương kính viếng. Truyền lời của gia đình cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của quý hội. Kính mời quý hội đã bàn mời nước và giờ lễ tang. Ban tổ chức trân trọng kính mời đoàn đại biểu Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban chỉ huy quân sự xã Lai Thành do ông Trương Văn Trưởng làm trưởng đoàn vào dâng lễ dâng hương kính viếng.
kính biển ông, mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, truyền lời của gia đình cảm ơn tấm lòng thành ý của đoàn. Mời đoàn các bạn mời nước vào giờ đế tang. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Tiến Việt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, trưởng đoàn lên dân hương kính viếng. Truyền lời của gia đình cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của quý vị. Kính mời quý vị các bạn mời nước vào giờ lễ tang. Nhận được tin năm 2050 về cõi vĩnh hằng, đoàn đại biểu ban chấp hành Hội nông dân huyện Kim Sơn về đứng chúc linh sản ông trong niềm tiếc thương vô hạn, có lễ vật vòng hoa hương đăng kim ngân kính viếng. Trân trọng kính mời ông Vũ Duy Tùng, Chủ tịch Hội, trưởng đoàn lên dân hương kính viếng. Truyền lời của gia đình cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của đoàn. Mời đoàn các bạn mời nước vào giờ lễ tang. Mời đoàn các bạn mời nước vào giờ lễ tang. Ban tổ chức trân trọng kính mời đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình do Thượng tá Nguyễn Văn Tòa, Phó Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn vào dâng lễ dâng hương kính viếng. Truyền lời của gia đình cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của đoàn. Mời đoàn các bạn mời nước vào giờ lễ tang. Ban tổ chức lễ tang kính mời đoàn đại biểu Phòng hậu cần Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình do đồng chí Trung tá Phạm Thế Vinh, Phó Chủ nhiệm hậu cần làm trưởng đoàn, có mối quan hệ với anh đổ con của ông vào dâng lễ đặt vòng hoa dâng hương kính viếng. Truyền lời của anh đổ và gia đình cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của đoàn. Mời đoàn các bạn mời nước vào giờ lễ tang. Kính thưa anh Linh đồng chí Đỗ Anh Huy, đúng chức linh sản đồng chí giờ này là đoàn đại biểu ban liên lạc tiểu lãnh đạo huyện Kim Sơn, nơi mà đồng chí cùng đoàn trước đây đã công tác xây dựng quê hương Kim Sơn ngày càng vững mạnh. Hôm nay nhận được tin đồng chí 250 về với đất mẹ, đoàn đại biểu về đứng chúc linh sàng đồng chí trong niềm tiếc thương vô hạn, có lễ vật vòng hoa hương đăng kim ngân kính viếng, chia sẻ nỗi buồn cùng gia đình đồng chí và trong họ. Trân trọng kính mời đồng chí Trần Thanh Học, nguyên tỉnh ủy viên, trưởng ban dân vận, chủ tịch mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, bí thư huyện ủy Kim Sơn làm trưởng đoàn lên dân hương kính viếng. Truyền lời của gia đình xin được bày tỏ tới đoàn đại biểu ban liên lạc tiền lãnh đạo huyện Kim Sơn lời cảm ơn sâu sắc. Mời đoàn các bạn mời nước vào giờ lễ tang. Kính thưa hương hồn ông, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc vì lợi ích 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người, người vợ hiền của ông là bà Phạm Thị Nga đã là giáo viên chèo lái những con thuyền trí tuệ sang sông, về nghỉ hưu tham gia sinh hoạt trong Hội Cựu Giáo chức huyện Kim Sơn và Hội Cựu Giáo chức xã Kim Chính. Hôm nay nhận được tin ông 250 mãn thọ quê trần, về đứng chúc linh sản phong trong niềm tiếc thương vô hạn,
có lẽ vật phẩm hoa hương đăng kim ngân kính viếng chia sẻ nỗi buồn với bà Nga là hồi phiên là vợ của ông cùng gia đình. Trân trọng kính mời ông Trần Cao Bỉ trưởng đoàn lên dâng hương kính viếng. Đứng trước linh sàng ông là đoàn đại biểu con bác con cô cùng các cháu họ Phạm có mối quan hệ với bà Nga trong dòng đỏ. Hôm nay nhận được tin năm 250 Mãn Thọ Quyên Trần về đứng trước linh sàng ông có lễ vật và hoa hương đăng kính viếng chia sẻ nỗi buồn với bà Nga cùng gia đình. Trân trọng kính mời ông Phạm Văn Toàn trưởng đoàn lên dâng hương kính viếng. Tình nghĩa của đoàn và đoàn đã bàn bày nước bỏ dầu đế tan. Kính thưa các bạn, ông nhận được tin ông 250 Mãn Thọ lên trần, đoàn đại biểu ngân hàng nông nghiệp huyện Kim Sơn về đứng chúc linh sản ông trong niềm tiếc thương vô hạn. Có lễ vật vòng hoa hương đăng kim ngân kính viếng chia sẻ nỗi buồn của cùng gia đình. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Hữu Vân, phó giám đốc làm trưởng đoàn lên dâng hương kính viếng. Lời của gia đình cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của đoàn và đoàn đã bàn mấy nước và thượng đế tăng. Kính thưa hương hoàn ông, nhận được tin năm 250 Mãn Thọ lê trần, đoàn đại biểu về đứng trước linh sản ông là đoàn đại biểu được dòng số 6 con lễ vật vòng hoa hương đăng kính viếng chia sẻ nỗi buồn của một gia đình. Trân trọng kính mời ông Đỗ Văn Phán trưởng đoàn lên dâng hương kính viếng. Kính mời đoàn đại biểu ban chỉ huy quân sự thành phố Ninh Bình do đồng chí trung tá Đào Văn Mạnh, chính trị viên ban chỉ huy quân sự thành phố trưởng đoàn vào sân lễ dâng hương kính viếng. Ban tổ chức lễ tang kính mời đoàn đại biểu thanh tra tỉnh Ninh Bình do đồng chí Đặng Xuân Nguyên, tỉnh ủy viên, tránh thanh tra tỉnh làm trưởng đoàn vào dâng lễ dâng hương kính viếng. Ông mời quý vị giây phút mặc niệm, kính mời quý vị ra bàn mời nước và rửa lễ tang. Tiếp theo chương trình lễ viếng, ban tổ chức lễ tang trân trọng kính mời đoàn đại biểu đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc thị trấn Bình Minh do bà Đào Thị Minh Hạnh, bí thư đảng ủy, trưởng đoàn vào sân lễ dâng hương kính viếng.
tâm lòng tình nghĩa của đoàn, hội đoàn các bạn mời nước và dân đến thăm. Trân trọng kính mời ông Lê Việt Hưng, phó giám đốc trưởng đoàn lên dâng hương kính viếng. Chuyện lời của gia đình cảm ơn tâm lòng tình nghĩa của quý vị. Kính mời quý vị các bạn mời nước và dân đến thăm. Tiếp theo chương trình lễ viếng ban tổ chức lễ tang, kính mời đoàn đại biểu trường phổ thông trung học Kim Sơn A do ông Vũ Đắc Toàn hiệu trưởng làm trưởng đoàn vào dâng lễ dâng hương kính viếng. Chuyện lời của cô giáo Hoa và gia đình cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của đoàn và đoàn đã bàn mấy nước và giờ lễ tang. Tiếp theo chương trình lễ viếng ban tổ chức kính mời đoàn đại biểu là chú Hoan, chú Giản, chú Tường, nguyên cán bộ huyện ủy vào dâng lễ kính viếng. Chuyện lời của gia đình cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của đoàn, mời đoàn đã bàn mấy nước và giờ lễ tang. Đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình do đồng chí đại tá Tô Văn Hà, phó chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn, có lễ vật và hoa hương đăng kim ngân vào kính viếng. Chuyện lời của gia đình cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của đoàn, mời đoàn các bạn mấy nước và giờ đến ta. Kính thưa các bạn, ông đúng chứng minh sản ông là đoàn đại biểu dòng họ Ninh nhận được tin ông ngày 50 về với Vĩnh Hằng, về đúng chứng minh sản có lễ vật hương đăng kính viếng chia sẻ nỗi buồn cùng gia đình. Trân trọng kính mời ông Ninh Văn Mông trưởng đoàn lên dâng hương kính viếng. Lời của gia đình cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của đoàn, mời đoàn đã bàn mời nước và giờ lễ tang. Ban tổ chức kính mời đoàn đại biểu đồn biên phòng Kim Sơn và bộ đội biên phòng tỉnh Ninh Bình do đồng chí trung tá Vũ Xuân Hùng, huyện ủy viên, đồn trưởng đồn biên phòng làm trưởng đoàn. Kính mời quý vị đã bàn mời nước và giờ đến thăm. Trân trọng kính mời đồng chí trung tá Phạm Xuân Nam, chính trị viên trưởng đoàn lên dâng hương kính viếng. Chuyện lời của gia đình cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của đoàn, mời đoàn đã bàn mời nước và giờ đến thăm. Tiếp theo chương trình lễ viếng ban tổ chức trân trọng kính mời đoàn đại biểu đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc xã Kim Đông do đồng chí Nguyễn Văn Hải, huyện ủy viên, chủ tịch ủy ban nhân dân xã làm trưởng đoàn. Cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của quý vị. Kính mời quý vị đã bàn mời nước và giờ đến thăm. Xin chào quý vị, ông Trần Sơn, giám đốc trưởng đoàn lên dâng hương kính viếng. Tiếp theo chương trình lễ viếng ban tổ chức lễ tang, kính mời đoàn đại biểu ban đại diện hội người cao tuổi huyện Kim Sơn do ông Vũ Minh Đường làm trưởng đoàn có lễ vật vòng hoa hương đăng kim ngân vào kính viếng. Trân trọng kính mời ông Vũ Minh Đường trưởng đoàn dâng hương kính viếng.
cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của quý vị. Kính mời quý vị ra bàn mời đốt vào giờ lễ tang. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Anh Dũng, Huyện ủy viên, Giám đốc, làm trưởng đoàn lên sân khấu kính viếng. Trở lời của gia đình cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của đoàn và đoàn đã bàn mời nước vào dòng lễ tang. Trân trọng kính mời đồng chí thượng tá Trần Thọ Quyến, chính trị viên làm trưởng đoàn lên dâng hương kính viếng. Trở lời của gia đình cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của đoàn và đoàn đã bàn mời nước vào dòng lễ tang. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Tiến Cương, trưởng phòng, trưởng đoàn lên dâng hương kính viếng. Trở lời của gia đình cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của đoàn và đoàn đã bàn mời nước vào giờ lễ tang. Xin trân trọng kính mời đoàn đại biểu, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình do đồng chí Trần Hồng Quảng, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn vào dâng lễ dâng hương kính viếng. Mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua. Trở lời của gia đình cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của đoàn. Mời đoàn đã bàn mời nước và dầu đế tan. Tiếp theo chương trình lễ viếng, ban tổ chức trân trọng kính mời đoàn đại biểu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình do đồng chí Phan Thành Công, tỉnh ủy viên, giám đốc sở làm trưởng đoàn vào dâng lễ kính viếng gia đình Bắc Trơn sát đồng hướng chuẩn bị. Của đoàn, mời đoàn đã bàn mời nước vào giờ lễ tang. Kính thưa mọi ông, nhà đầu tiên năm 2050 mãn thọ quên trần, gia đình Bắc Trơn ở xã Đồng Hướng có mối quan hệ đã con cô con cậu với ông. Nhà đầu tiên về đối chức linh sản có lễ vật vòng hoa hương đăng kim ngân kính viếng. Kính mời ông Ngô Văn Kỳ trưởng đoàn lên dâng hương kính viếng. Tình nghĩa của đoàn mời đoàn đã bàn mời nước vào giờ lễ tang. Kính thưa hương bồn ông, nhận được tin hôm nay 50 về có tiếng hòa tiếng hàng, hôm nay cháu của bà ở Thanh Hóa về ước chúc linh sản có đỡ vật thương lăng kim ngân kính yến. Trở lời của gia đình cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của quý vị. Ban hiệu chí huệ ủy Kim Sơn do ông Trần Hồng Quân làm trưởng đoàn có lễ vật vào hoa hương đăng kim ngân vào chúc linh sản cử hành lễ viếng. Xin trân trọng kính mời ông Trần Hồng Quân trưởng đoàn lên dâng hương kính viếng. Kính thưa hương hồn ông Đỗ Anh Huynh, kính thưa các đồng chí đại biểu, các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí bạn bè thân hữu, hội cán bộ huyện ủy viếng kiến đồng chí Đỗ Anh Huynh. Tôi xin thực hiện than ôi tiết thanh minh tầm tâm vấn tổ, dịch Covid nguy hiểm mọi miền, vậy mà nhận được tin buồn đồng chí Anh Huynh thành người thiên cổ. Hội hữu
cán bộ huyện ủy ngậm ngùi tiếc nhớ con người nghĩa tình sâu đậm, chức trách cao mà đức độ hòa đồng, dạy răn con cháu khiêm nhường, một trai ba gái nối dòng gia trung. Nay con cháu khang ninh thành đạt, làm cán bộ chức việc các ngành. Đồng chí sinh thời chiến tranh khói lửa, chí kiên trung quyết giữ quê hương, 9 năm áo lính xa trường, huân chương kháng chiến lưu truyền danh thơm. Hòa bình về địa phương công tác, phụ trách cả lao động các ngành, thanh tra huyện tỉnh làm tốt hoàn thành, rồi khóa chức danh bí thư huyện ủy, đức tâm người lính đồng chí vẹn toàn. Ôi thật vinh quang 50 tuổi đảng, nay giao hội quy ẩn tổ đường, họ tộc bạn hữu thương thầm, tình cảnh thung bội huyên còn quanh hưu. Tưởng đồng chí dài lâu trường hành, có ngờ đâu ủ bệnh trong người. Con cháu thăng thuốc đêm ngày, giáo sư y học thôi đành chịu lui. Thương thay 977 mùa thu, xa hồng hạc giá vân du thiên bồng. Ôi từ đây ngàn trùng cách trở, hội về đây nhung nhớ con quay. Sớ văn hương diệu kính dân, gọi chút báo đáp thâm tình keo sơn. Thiên tu cung chúc hương linh, sớm được siêu thoát tòa quy niết bàn. Ôi thương thay. Truyền lời của gia đình cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của đoàn. Mời đoàn ra bàn mời nước và dự lễ tang. Trân trọng kính mời ông Phạm Hoàng Hà trưởng đoàn đem tâm hương kính viếng. Mời đoàn các bạn mời nước và chờ lễ tang. Tiếp theo chương trình lễ viếng, ban tổ chức trân trọng kính mời đoàn đại biểu phòng kỹ thuật bộ chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Bình do đồng chí thượng tá Dương Văn Toàn chủ nhiệm kỹ thuật làm trưởng đoàn vào dâng lễ kính viếng. Kính điện ông, mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua. Trời đời của gia đình cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của đoàn. Mời đoàn đã bàn mời nước vào giờ lễ tang. Theo chương trình lễ viếng, ban tổ chức trân trọng kính mời đoàn đại biểu là các ông Nguyễn Hùng Tiến, nguyên giám đốc Sở Tư pháp Ninh Bình, ông Phạm Văn Thịnh, phó giám đốc Sở Tư pháp, ông Nguyễn Đức Dương, hội luật gia tỉnh Ninh Bình. Truyền lời của gia đình cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của đoàn. Mời đoàn đã bàn mời nước của dù đế ta. Mở đầu chương trình lễ viếng của đoàn, trân trọng kính mời ông Trần Văn Hanh, hiệu trưởng đại diện cho trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo, thành phố Ninh Bình lên sân hương kính viếng.
kính mời ông Nguyễn Trung Hòa, trưởng ban đại diện cho đoàn đại biểu cha mẹ học sinh lên dâng hương kính viếng. Xin trân trọng kính mời ông Trịnh Văn Thuấn, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 11B10 trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo, thành phố Ninh Bình lên dâng hương kính viếng. Mời đoàn giây phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua. Chuyện này của gia đình. Cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của đoàn. Kính mời đoàn đã bàn mời nước vào giờ Tết tang. Ban tổ chức trân trọng kính mời đoàn đại biểu Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự huyện Hoa Lư do đồng chí Trung tá Lê Tuấn Dương, chính trị viên phó làm trưởng đoàn vào dâng lễ đặt vòng hoa dâng hương kính viếng Đảng ủy chỉ huy trung đoàn 855. Mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua. Chuyện đời của gia đình. Cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của đoàn. Mời đoàn đã bàn về nước và cho đến tan. Ban tổ chức trân trọng kính mời đoàn đại biểu Đảng ủy chỉ huy trung đoàn 855, bộ chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Bình do đồng chí thượng tá Nguyễn Xuân Đoan, chính ủy trung đoàn làm trưởng đoàn vào dâng lễ đặt vòng hoa dâng hương kính viếng thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân. Kính biệt ông, mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Chuyện lời của gia đình. Cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của đoàn. Mời đoàn đã bàn mấy nước và giờ lễ tang. Tiếp theo chương trình lễ viếng, ban tổ chức trân trọng kính mời đoàn đại biểu thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Ninh Bình do ông Quyền Mạnh Toàn, phó bí thư thường trực thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Ninh Bình làm trưởng đoàn vào dâng lễ kính viếng. Tiếp theo chương trình lễ viếng, ban tổ chức lễ tang kính mời đoàn đại biểu Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình do ông Bùi Minh Đức, phó giám đốc sở làm trưởng đoàn vào dâng lễ đặt vòng hoa dâng hương kính viếng đoàn. Cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của đoàn. Mời đoàn đã bàn mời nước và giờ lễ tang. Đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã Chất Bình do bà Trần Thị Nguyệt, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã làm trưởng đoàn vào dâng lễ đặt vòng hoa dâng hương kính viếng. Chuyện đời của gia đình. Cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của đoàn. Mời đoàn các bạn mời nước và giờ lễ tang. Tiếp theo chương trình lễ viếng, ban tổ chức kính mời đoàn đại biểu trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Tụy do ông Trần Văn Kiên, phó hiệu trưởng làm trưởng đoàn có lễ vật vào hoa hương đăng kim ngân vào trước đình sảnh cử hành lễ viếng. Tình nghĩa của đoàn, mời đoàn đã bàn mời nước của giờ lễ tang.
Tiếp theo chương trình lễ viếng, ban tổ chức trân trọng kính mời đoàn đại biểu trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo, thành phố Ninh Bình do ông Trần Văn Hanh, hiệu trưởng làm trưởng đoàn, có lễ vật vào hoa hương đăng kim ngân vào kính viếng. Mời đoàn ra bàn về nước và giờ đế tang. Hương hồn anh Đỗ Anh Huynh, với tình cảm đồng chí của công tác, cũng là tình cảm anh em bạn bè thân thiết, hôm nay nhận được tin anh 250 về với đất mẹ, chúng tôi về đứng trước những sản trong niềm thiết thương vô hạn. Còn nếu vậy, hương đăng kim ngân kính dân lên trước linh sản, kính viếng hương hồn anh, chia sẻ nỗi buồn của gia đình mà lòng bồi hồi thương nhớ, trân trọng kính mời các hôn lên dân hương kính viếng. Truyền lời của gia đình cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của các ông, kính mời các ông ra bàn mời nước vào giờ tế tang. Trân trọng kính mời ông Trần Văn Thân, trưởng đoàn lên dân hương kính viếng. Vào dâng lễ kính viếng công ty hợp danh đấu giá và tài sản Tuấn Minh, văn phòng công chứng Quang Minh chuẩn bị. Xin trân trọng kính mời bà Mai Thị Thanh Dân, trưởng đoàn lên dâng hương kính viếng. Của bà Nga và gia đình cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của đoàn, mời đoàn ra bàn mời nước của dân thế tham. Tiếp theo chương trình lễ viếng, ban tổ chức kính mời đoàn đại biểu công ty hợp danh đấu giá tài sản Tuấn Linh và văn phòng công chứng Quang Minh do ông Phạm Văn Chính, giám đốc làm trưởng đoàn, có lễ vật vào hoa hương đăng kim ngân vào kính viếng. Điểm đã qua, chuyện đời của gia đình cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của đoàn và đoàn đã bàn về nước của dân thế ta. Trân trọng kính mời ông Lê Hữu Trường, giám đốc trung tâm trưởng đoàn lên dân hương kính viếng. Chuyện đời của gia đình cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của đoàn và đoàn đã bàn về nước của dân thế ta. Tiếp theo chương trình lễ viếng, ban tổ chức lễ tang trân trọng kính mời đoàn đại biểu trường Trung học phổ thông Nho Quan B do ông Hoàng Thanh Hà, phó hiệu trưởng làm trưởng đoàn, có lễ vật vòng hoa hương đăng kim ngân vào chúc linh sản cử hành lễ viếng. Cảm ơn tấm lòng tình nghĩa của quý vị, mời quý vị ra bàn mời nước vào giờ lễ tang. Trân trọng kính mời đoàn đại biểu huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình do đồng chí Đinh Thị Nhung, phó bí thư thường trực huyện ủy làm trưởng đoàn vào dâng lễ đặt vòng hoa dâng hương kính viếng. Mời đoàn đại biểu mời nước của giờ lễ tang. Tiếp tục chương trình lễ viếng, ban tổ chức kính mời đoàn đại biểu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa hương hồn ông, nhận được tin ông 250 về cho Phật tổ,
Hôm nay đoàn đại biểu hội quy 67B xã Tuyên Chính về đúng trước linh sản ông trong niềm tiếc thương vô hạn, có lễ vật hương đăng kim ngân bước trường và có lời viếng vĩnh biệt. Kính mời bà Trần Thị Hiếu trở đoàn lên dâng hương kính viếng. Lòng tình nghĩa của quý hội, kính mời quý hội đã bàn mời nước và giờ lễ tang. Chị Hoa và gia đình cảm ơn tấm lòng thành kính của đoàn. Bài đoàn đã bàn mời nước và giờ lễ tang.